Hello, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Thì hiện tại là chiếc Ford Transit em về tối hôm qua và hôm nay em đã dọn rửa sạch sẽ xong hết rồi. Và quay thực tế bây giờ cho quý vị và anh chị cùng xem về một chiếc Ford Transit đời 2010 này anh này, anh chị này. Phải nói là mẫu xe rất là đẹp, anh chị thấy chưa? 100% xe cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, thân vỏ đẹp. Đấy, rất là mỏng, vỏ không có va chạm mà không có đâm đụng gì nhá. Và cam kết luôn là không đâm đụng, không ngập nước. Xe đẹp. Đấy, sơn si sạch sẽ. Vâng. Một dòng xe phải nói là rất đẹp luôn anh chị ạ. Vâng, và em đang chào bán mức giá là 198 triệu anh chị nhé. 198 triệu. Và chiếc xe này phải nói là rất rất đẹp luôn. Đấy, không có mối mọt luôn anh chị nhá. Cái cô nốt kia là vẫn còn nguyên hết anh chị ạ. Và một mẫu xe phải nói là rất là đẹp, tuyệt vời. Đấy, em đi sơ qua một vòng xung quanh xe rồi thì anh chị cũng nhìn thấy rồi đấy, xe là không có sự va chạm mà cũng không có sắt sẹo gì mấy cả. Và sơn si thì có một vài điểm thì nó cũng, trước đây thì xe cũng làm qua rồi nhưng mà khá là đẹp anh chị ạ. Và một mẫu xe phải nói là rất là rắn xe, rất là cứng xe. Đấy. Và những cái cua nốt như này anh chị này, rất là đẹp nhá. Anh chị nhìn chưa? Cua nốt rất là đẹp này. Cái đinh tán vẫn còn nguyên anh chị nhá. Đinh tán vẫn còn nguyên này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, hôm nay được khẳng định là rất là ok. Đây cầm bệ của xe đây ạ. Em quay từ bên này sang bên kia nhá. Đấy. Và đây nữa này. Xe rất là đẹp, rất là cứng xe. Và một mẫu xe được chủ xe bảo dưỡng rất là cẩn thận. Đây là xe cũng khá là đẹp. Những cái đỉnh gân như này thì rất là nét từ đầu đến cuối luôn anh chị nhé. Rất là nét luôn. Đấy, anh chị thấy chưa? Rất là căng, rất là thẳng xe. Thẳng và những cái này anh chị nhìn này. Đấy, đinh tán tất cả các thứ vẫn còn nguyên si hết này. Đường gân từ đầu đến cuối này, không có sự va chạm nhá. Ở đấy rất là nét luôn anh chị ạ. Ở rất là nét. Đây cua nốt đằng sau đây anh chị này. Và những cái này là đều là zin từ đầu này. Đấy, để mình nét lại cho anh chị xem nhá. Đấy, những cái keo này không phải là từ bên em có đâu, từ lúc mà xe người ta sản xuất ra nó vẫn có và bây giờ nó vẫn còn anh chị ạ. Vẫn còn nhá. Không, cái này rất là đẹp. Về thân vỏ của chiếc xe này thì quá tuyệt vời. Đây cốp sau đây ạ. Đấy, keo chỉ là zin hết ạ. Keo chỉ zin hết anh chị nhé. Vâng. Và đây là khoang nội thất bên trong của chiếc xe này. Thì nếu mà anh chị nhìn này, đây là composite. Bác chủ xe bác giải lên trên này để đỡ nước ngấm vào tôn sắt hay là gì đó để cho nó, bác làm cho gọi là độ bền, tăng thêm độ bền của sắt thép trong một chiếc Ford cái sàn này nhé. Và bác rất là cẩn thận luôn này. Đấy, và bác chùm qua một đường lên đây thành một cái gờ lên đây. Đấy, nên là anh chị yên tâm rằng xe này phải nói là rất là đẹp luôn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn này. Vâng, rất là ok, rất tuyệt vời anh chị nhé. Đây bên này cũng thế này. Đấy, cửa lùa này. Đấy, em lấy nét cho anh chị luôn đấy. Đây cua nốt này. Đấy, cua nốt vẫn còn tất cả thứ rất là đẹp. Anh chị thấy chưa? Vâng, một mẫu xe phải nói là rất là ok, rất là tuyệt vời. Và đây là khoang cabin bên trong. Và cũng rất là tươi xe, các bác thấy chưa? Rất là tươi, rất là đẹp xe luôn. Củ số rồi là vô năng này. Rất là tươi xe và xe này còn cái cam hành trình đấy. Em dọn rửa thì chắc nhân viên dọn rửa người ta bỏ ra. Tí em sẽ đắp lên cho anh chị ạ. Vâng đấy, xe khá là đẹp. Và đây em sẽ mở khoang máy cho anh chị xem về chiếc xe này.
một mình em quay nên là nhiều lúc là nó hơi bất cập một chút, anh chị thông cảm. Vâng, đây là khoang máy của chiếc Ford Transit đời 2010 của bên em nhé. Đấy, chỉ dọn rửa ngoài thôi, khoang máy thì cũng xịt qua rửa qua chứ không cẩn thận lắm, vì bên rửa nhà em thì hôm nay nhiều việc, em yêu cầu rửa nhanh để em quay cho anh chị cùng xem về mẫu xe này. Đấy, anh chị nhìn thấy chưa, rất là tuyệt vời, không có một chút gì là ngấm dầu cả, xe rất là đẹp, chuẩn chỉ anh chị nhé, chuẩn chỉ luôn, xe rất là đẹp và không có đâm va hay là tai nạn gì nhé, lỗ rất là tròn này. Đấy, rất là tròn hai bên nhé. Đấy, anh chị nhìn thấy chưa, rất là ok. Và một mẫu xe nó phải là đạt những tiêu chuẩn như là không đâm đụng, không ngập nước, đấy, không mối mọt. Đây, chiếc xe này của em là đạt được tiêu chuẩn như vậy rồi. Thì anh chị mà có nhu cầu sử dụng mẫu xe này thì cứ alo cho em ạ. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là ok, rất là hợp lý cho anh chị ạ. Và em sẽ nổ máy cho anh chị xem ạ. Em vào nổ máy cho anh chị xem nhé. Này phải đập luôn anh ạ, anh chị ạ. Chia ra số. Vâng, chia ra số. Vâng. Cái dây qua kêu hơi chít 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 tí để anh chị thông cảm, em sẽ thay cho anh chị cái dây qua này. Vâng. Đấy, máy thì khá là ok mà. Rồi, em sẽ nổ ga lên một lúc cho anh chị xem là máy nó sẽ hết ngay. Vì cái dây qua này khi lạnh nó sẽ hơi kêu một chút. Đây, trần thì vẫn là trần để zin hết anh chị nhé. Đấy, ga này. Anh chị thấy chưa? Ga lên... ga rất là ok, rất là ổn luôn. Vâng, mỗi xe phải nói là ga phát lên luôn. Đây là những cái này, phanh ABS này là báo bẩn này, phanh tay này, mở cửa này, báo má phanh này, má phanh mòn. Vâng, nếu mà các bác mà có nhu cầu thì em sẽ thay cho má phanh ạ. Bác yên tâm đi, bên nhà em sẽ có đầy đủ cho quý vị và anh chị ạ. Và em sẽ ra đằng sau cho anh chị xem nhé, xem xe áo khói không ạ. Vâng, đây vẫn đang nổ rồi, anh chị thấy chưa, nhìn thấy cái bô đang rung rung chưa, anh chị nhìn này. Đấy, không có vấn đề gì anh chị nhé. Vâng, khi mà nóng máy lên cái là cái dây cua nó cũng bớt kêu rồi, anh chị thấy chưa, nó bớt kêu ngay. Đây là anh chị đừng nghĩ nó kêu chít chít đấy là nguy hiểm, nó chỉ là dây qua thôi, rất là đơn giản. Em sẽ thay cho dây qua cho anh chị nếu mà anh chị có nhu cầu ạ. Vâng, và một mẫu xe phải nói là khá là đẹp. Nếu mà anh chị có đang có một cái nhu cầu mà dùng một cái xe chạy tuyến hay là và gửi hàng Hà Nội hay là gì đó thì các bác hoặc là chạy hàng sơn hoặc là công nhân mình đi làm, là chiếc xe này rất là ok, rất tuyệt vời luôn nhé. Và em xin kết thúc clip tại đây ạ.